Trong phần header chúng ta có thể đánh một dòng chữ như là trường đại học quốc gia. Quốc gia Hà Nội. Đại học xã hội và nhân văn. Đấy. Trong cái phần này các em cũng chỉnh sửa ở căn giữa, căn phải như là chúng ta đã làm ở phần bên kia. Đấy, các bạn chú ý như thế nhé. Thì khi mà chúng ta đóng lại thầy đóng lại. Sau khi ta nhập xong rồi, đấy, trong đây nó sẽ cho chúng ta đóng lại phần Word này, không biết là bản này cái thầy cài nó bị làm sao. Đó. Đợi thầy tí nhá. Rồi đóng lại. Này của thầy bị hack mất rồi. Các em có còn thấy cái nút mà vừa xong lúc nãy nó hiện ra được không? Đấy. Đây, để nó trên kia nhé. Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi nhập xong thì chúng ta đóng nút này lại. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là trong tài liệu của chúng ta có chữ, có phần trên này. Phần trên này là không sửa được nữa. Và chúng ta muốn sửa lại thì chúng ta lại phải vào Insert. Và chúng ta vào Header. Ôi. Này của thầy nó. Đấy, xếp S là một cái mới. Chúng ta lưu vào Desktop nhá. Đó. Sau khi trình bày xong thì chúng ta đóng cái này lại và chúng ta xuống dưới chúng ta trình bày. Các bạn chú ý ở trên này các bạn cũng có thể chèn thêm các hình ảnh cho nó, ví dụ như là chúng ta có thể chọn một cái đường kẻ. Đấy, giữ shift cho nó thẳng. Chúng ta có thể điều chỉnh cái đường kẻ này. Vân vân. Đấy. Bên này chúng ta có thể chèn các hộp, ví dụ chúng ta có thể chèn những cái gì đó, hoặc là chúng ta cho nền của nó tràn ra sang hai bên, ví dụ như chúng ta muốn chèn cho nó một cái màu khác. Thầy cho màu, chúng ta vẽ từ đầu này. Đó, vẽ lên đây, sau đó thì chúng ta điều chỉnh nó. Chúng ta có thể send back. Và lúc này chúng ta có thể add text vào cái phần dưới ta bỏ đi. Vào lớp đi. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đấy, ví dụ chúng ta muốn trình bày như này. Các bạn hiểu chưa? Đấy, chúng ta trình bày như này cũng là một cách. Chúng ta chọn cái nút có chữ là design, chúng ta đóng lại. Đấy, thì nó sẽ có một cái header phía trên. Rồi phần footer. Ví dụ thầy trình bày như này nhé. Rồi chúng ta xuống footer. Rồi chúng ta xuống footer. Footer chúng ta có thể chọn đây. Tại đây các bạn có thể ghi chữ là trang. Hai chấm. Các bạn chèn số vào cho thầy. Đấy. Ví dụ như ở chỗ phần này chúng ta chèn như này. Trang số 1. Sau khi trang số 1 xong các bạn đóng này lại. Các bạn nhìn thấy ở đây là trang 1. Và xuống dòng nữa nếu như mà thầy trong phần border. Trong phần border ví dụ như này nhá. Thầy có một thầy xuống trang thứ hai, các bạn nhìn nhá, enter xuống trang thứ hai. Đấy thì nó lại tiếp tục cái header đấy đúng không? Rồi cuối cùng này chúng ta nhìn thấy này. Trang số 3. Đây thì nó sẽ tự động cho chúng ta là chữ số là trang số 3. Đấy, văn bản của chúng ta sẽ có hai phần. Khi in ra nhá, khi in ra thì nó sẽ đúng màu sắc và chữ ở trên này. Còn bình thường trong chế độ mà các em xem thì nó như vậy. Chúng ta có thể xem view. Chúng ta có thể chọn cho thầy là nhiều trang. Đấy thì chúng ta nhìn thấy là các trang đây. Đấy. Đấy, chúng ta chọn hôm trước thầy nói rồi, chọn xem một trang, xem nhiều trang vân vân. Chúng ta nhấp vào đây nó sẽ hiện cho chúng ta là 3 trang. Các Lâm nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta lại trở về đầu. Đấy. Chúng ta có thể làm những cái thứ khác cho nó, chúng ta chọn view. Chúng lại về một trang. To lên. Thì đây là phần body nó không bị che mờ. Đấy, chúng ta có thể copy chữ vân vân vào. Ví dụ thầy lười đánh chữ, thầy có thể copy văn bản trên mạng. Thầy vào đây thì copy văn bản. Ví dụ như thế. Các em có thể copy vào trình bày nhá, ví dụ nhá. Đấy 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 đấy. Rồi. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa? Đấy. Và các bạn chú ý cho thầy nhá. Ví dụ thầy ôn lại cho chúng ta cái phần làm style. Đây là chữ phông chữ Arial. Để chúng ta có thể format cho nó, chúng ta đặt nội dung new. Chúng ta đánh là nội dung. Đây là một style mới. Chúng ta chuyển sang phông Times New Roman. Chúng ta chọn cỡ 14 hay 13. Đấy là cỡ. Và chúng ta chọn là căn đều. Còn đây là dòng thưa, dòng dày, dòng mau. Thưa đấy là thưa này. Đấy. Thưa hơn nhá. Một lớp em. Rồi bây giờ thầy sẽ nhấp từng phần một. Thầy chọn từng câu văn bản, thầy chọn nội dung. Đấy, nó đã đưa được cho chúng ta về một cái dòng chữ dễ đọc hơn. Đấy, cả lớp nhìn thấy không? Nha, dưới này chưa được apply. Chúng ta chọn vào đây.
Đấy, và chúng ta chọn hết. Đấy, lúc này văn bản nó rất là đẹp. Thầy có thể chọn hết đến đây. Đấy, để chúng ta nhìn thấy là chữ của chúng ta đã khác đúng không? Các lớp chú ý nha. Rồi, bây giờ các bạn vào làm footer and header cho thầy. Bây giờ trong này chúng ta có thể trình bày vân vân tùy ý chúng ta trong phần border à body. Đấy. Trong phần body của nó nha, là thân, thân của văn bản. Ok. Đấy là phần thầy dạy xong cái phần làm footer and header. Bây giờ thầy sẽ nói cho các em một cái phần nữa. Cái máy của thầy nó hơi bị chậm. Nào, bây giờ các bạn chú ý này. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái chữ hoa đầu dòng. Chữ hoa đầu dòng cho cái phần thân chương trình, ví dụ như chỗ này phát biểu tại buổi làm việc giám đốc đại học quốc gia này chẳng hạn. Thì các bạn chú ý vào cho thầy. Chúng ta có thể tạo trong nội dung cũng được mà tạo ngoài cũng được. Ở ngoài thì chúng ta phải làm thủ công. Tức là chúng ta làm thủ công từng dòng một. Chúng ta có thể vào nội dung chúng ta sửa. Modify. Chúng ta chọn format cho thầy. Chọn format cho thầy. Ở trên này xem nào, thầy xem nào. Đấy. Đầu tiên thầy làm thủ công trước đã nhá. Ở đây chúng ta chú ý cho thầy có cái phần là add drop cap, là một cái chữ thả. Ví dụ ta nhấp vào đây ta thấy này. Đây, đây là drop cap của chúng ta. Đấy. Xong rồi xuống một chỗ khác, ví dụ chỗ này. Chúng ta cho thêm vào. Ví dụ như thế thì chúng ta sẽ thấy là cái chữ đầu dòng của chúng ta như này. Cả lớp nhớ chưa? Đấy. Đấy là phần làm chữ hoa đầu dòng. Các bạn chú ý cho thầy nhé. Làm chữ hoa đầu dòng. Còn chọn ở trong này là nó sẽ ra các kiểu style của nó. Phần body. Ở chỗ chữ hoa đầu dòng này chúng ta có thể là drop cap option. Ở đây các bạn, vì ở đây mặc định của nó là 3 dòng. Đó là chữ to này nó sẽ chiếm 3 dòng của chữ con. 1, 2, 3. Thì chúng ta muốn nó nhỏ hơn, chúng ta có thể chọn lên 2 dòng. Đấy, thì chữ P lúc này nó sẽ nhỏ lại. Các lớp nhớ chưa? Nhá. Nhớ cho thầy là làm chỗ này nó nhỏ lại cho thầy. Đấy. Ví dụ như thế. Đây là cách trình bày văn bản thôi. Không có gì gọi là cái này các em đã đọc báo rồi, các em đã thấy rồi. Đôi khi người ta lại muốn trình bày như vậy. Đấy. Thế còn cả lớp chú ý này. Phần distance from text. Các bạn trật tự cho các bạn ở dưới nhá. Phần distance from text. Cái chỗ này là khoảng cách chữ, nó cách xa với cái chữ đầu dòng. Đấy. Ví dụ ở đây có hai dòng, các bạn có thể thầy tăng cái này lên thì nó sẽ thầy cho 0,5. Đấy. 0,5 cm thì các bạn sẽ thấy là chữ nó sẽ cách khỏi cái chữ B này. Đấy. Cách ra. Và lúc nãy là thầy đặt làm 2, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy này. Chúng ta lại sửa lại.
Đấy, dòng 3 thì nó sẽ cách cái chỗ này là 0,5 cm, khoảng cách giữa chữ và chữ B. Thì đôi khi trong trình bày văn bản mà các bạn thấy nó bí, bởi vì người đọc thì người ta thường phải là cái chữ thứ hai, người đôi khi người ta muốn cách ra cho rộng ra một chút. Đó. Đó. Dụ như thế thì các bạn chú ý cho thầy nhá. Đây, chúng ta vào đây nhá, thầy nói này, font chữ riêng của nó các bạn có thể thay nó bằng một font chữ khác, thì chỉ có chữ này thay đổi thôi, các chữ khác không thay đổi. Đó, cái phần dấu chấm này là font chữ kiểu khác nhá, khi mà chúng ta cho vào nó sẽ bị thay đổi nếu chúng ta đánh tiếng Việt. Đó, bây giờ thầy lại cho sang phần font audio. Đó, thì chữ P này nó lại khác với kiểu chữ ở đây, đúng không? Đó, cả lớp chú ý cho thầy nhá. Rồi màu sắc thì các em có thể vào hôm các em chọn cho nó màu khác cũng được, màu đỏ, màu xanh vân vân, các bạn làm như thế này. Đó, đấy là phần chữ hoa đầu dòng. Ok chưa cả các em? Rồi nhá, bây giờ các em thực hành cho thầy. Chúng ta cũng làm là các font chữ cho thầy, ví dụ như là chỗ này chưa nội dung, chúng ta ấn vào nội dung. Các bạn chú ý cho thầy một vấn đề nữa là ở đây chúng ta có thể có các nút tăng giãn khoảng cách dòng theo bước nhảy của chương trình. Thì chúng ta có thể chọn ở đây, chúng ta chọn bước nhảy của chúng ta khác, ví dụ 1.4, ở đây 1.5 thì mình có thể 1.3, 1.4, 1.6 vân vân, do chúng ta chỉ định vào đây. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta làm như vậy. Rồi các bạn ghi cho thầy những chữ tiếng Anh như sau: automatically update, có nghĩa là tự động update. New document based on this template, có nghĩa là tài liệu này sẽ dựa trên cái mẫu chúng ta chọn vào những cái phần này thì nó sẽ tự động làm chúng ta. Còn phần mô tả thì đây là chúng ta hiểu đây là chính là mô tả font chữ. Đấy, đây là phần mô tả font chữ nhá. Rồi, còn trên này các bạn chưa hiểu thì các bạn ghi vào cho thầy. Style type có nghĩa là kiểu chữ. Style based on có nghĩa là dựa trên kiểu normal, kiểu thông thường có sẵn ở đây. Đấy, dựa trên cái nào, tức là chúng ta lấy mẫu của cái có sẵn xong chúng ta dựa trên. Thầy đọc là bayon, có nghĩa là đọc nối đấy nhá, bayon chúng ta đọc như thế. Còn chỗ này là style for flowing paragraph, có nghĩa là nó sẽ kiểu, nó sẽ theo kiểu nội dung. Đấy, các bạn ghi những chữ tiếng Anh này vào nhé. Formatting là có nghĩa là format, là chúng ta làm một cái gì đó theo một cái khuôn khổ. Đó. Dưới này chúng ta nhìn thấy là có text effect, thì cái này là chúng ta chọn, ví dụ như là chữ của chúng ta có tô màu hay không thì chúng ta chọn ở đây nó sẽ tô màu. Ví dụ thầy chọn chữ màu xanh solid. À, khi thầy thay đổi lập tức là toàn bộ những cái trong văn bản của nội dung nó sẽ có màu xanh. Thầy chọn update. Chắc là nó chưa hoạt động.
Fintech. Màu cái phần này transparency có nghĩa là độ trong suốt của màu sắc. Các em nhớ cái từ này vào hay dùng nhé. Transparency là độ trong suốt, như là cái kính ấy. Ý nó nói về thấu kính. Tiếng Anh nó có nhiều nghĩa. Thấu kính này, qua lăng kính này. Đó. Mà nhất là xem tin tức về bầu cử tổng thống Donald Trump thì người ta hay nhắc cái từ là transparency, có nghĩa là khi mà cuộc điều tra được rõ ràng, chứ người ta không dùng cái từ clear. Các lớp nhớ chưa? Đấy. Rồi xong cái phần thầy dạy nội dung này, bây giờ chúng ta thực hành cho thầy nhá. Cả lớp cùng làm, cùng tạo tiêu đề mà các em tự trình bày cho nó đẹp, chứ không phải là tiêu đề của mỗi đại học này đâu, các em có thể làm một cái khác. Các lớp nhớ chưa? Rồi ok nhá thầy. Trên này nhá, trên cái header này các bạn muốn cái dòng chữ này nó đưa về đây thì các bạn tạo vẽ cho thầy một cái hộp đến đây thôi, thì các bạn đưa nó về đây. Hộp này không có border thì lúc in ra nó sẽ không có gì cả, mà nó chỉ in ra dòng chữ của chúng ta. Đấy, tức là mẹo của chúng ta là chúng ta làm một cái hộp và không có border. Rồi xong rồi thầy tạm dừng video tại đây.